Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình unboxing của iDo Audio chúng tôi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì iDo Audio chúng tôi xin gửi lời chúc Tết đến bạn và toàn thể gia đình. Như chúng ta đã biết thì khái niệm âm thanh phòng thu cũng như các thiết bị của phòng thu thì đều dành cho những người chuyên nghiệp và những người yêu âm thanh, khó tính về âm thanh. Và hôm nay iDo Audio chúng tôi sẽ xin giới thiệu đến các bạn một loạt sản phẩm, đúng hơn là hai sản phẩm của hai hãng khác nhau đến từ Mỹ và đều là những hãng nổi tiếng trong việc sản xuất những đồ âm thanh chuyên nghiệp. Và chiếc đầu tiên tôi xin giới thiệu đến các bạn đó là chiếc Presonus HD7 của hãng Presonus. Thì có thể các bạn chưa biết thì Presonus là một hãng chuyên sản xuất những cái đồ dành cho phòng thu chuyên nghiệp của Mỹ. Và những sản phẩm mà hãng sản xuất thì bao gồm mixer này, những bộ trộn âm thanh dành cho các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp, và HD7 cũng là một chiếc tai nghe dành cho những người chuyên nghiệp của Presonus. Khi nhắc đến chuyên nghiệp thì các bạn có thể nghĩ chiếc tai nghe này có giá rất là cao, đến vài trăm đô, nhưng mà chúng ta cũng hãy cùng unboxing nó xem sao đã. Và chiếc hộp của chiếc HD7 thì bằng bìa rất là gọn nhẹ, và đây là chiếc hộp, và đây là tên hãng cũng như biểu tượng của hãng. Và ở mặt sau thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là chiếc HD7 này hãng Presonus thiết kế là dành cho những người chuyên nghiệp, với dòng chữ plug your HD7 into a studio live digital mixer, dành cho những người mixer, những nhà soạn nhạc hay là những người ca sĩ ở sử dụng trong phòng thu, rất rõ ràng. Và ở phía hộp bên này thì chúng ta thấy hãng, đây là thứ nhất là tem bảo hành, số hiệu sản phẩm, mã vạch, và trụ sở của hãng thì đặt ở LA, USA, ở Mỹ. Ở mặt phía bên này thì có hình chiếc HD7. Bên này thì là hướng dẫn bằng các thứ tiếng. Bên này cũng vậy. Và chúng ta sẽ cùng mở chiếc hộp ra xem sao. Bên trong chiếc là chiếc HD7. Thiết kế rất là gọn gàng, và tôi chỉ việc nhấc lên đã hầu hết nhấc được chiếc tai nghe ra. Và gồm có 3 phần. Chiếc tai nghe này, và một hướng dẫn và một phiếu bảo hành. Thì chúng ta sẽ quan tâm qua về thông số kỹ thuật của chiếc HD7. Và ở trên hướng dẫn có ghi rất rõ ràng đây là chiếc tai nghe dành cho giới chuyên nghiệp. Và mở ra thì chúng ta sẽ thấy sơ qua các thông số kỹ thuật bằng các thứ tiếng. Kiểu dáng thiết kế là semi open, dài tần từ 10 đến 30.000 Hz, độ nhạy 98 decibel, trở kháng 32 ohm, cáp dài 2,5 mét. Hay là các một số khuyến cáo khi sử dụng, không có gì đặc biệt. Và đây là một cái giới thiệu về hãng Presonus cũng như là warranty stamp, một dạng tem bảo hành. Ở đây chiếc HD7. Trước tiên tôi sẽ quan tâm đến chiếc túi của hãng đưa cho với dòng chữ HD7, chữ Presonus xin lỗi. Thì túi làm bằng chất liệu là vải tổng hợp rất là chắc chắn. Hai mặt đều có in logo cũng như tên của hãng, có một cái thít vào để bạn có thể đem đi đường xa rất là gọn nhẹ. Và đương nhiên chiếc túi này thiết kế để có thể đựng vừa chiếc Presonus HD7, và chúng ta có thể đem đi di chuyển hoặc là đem đi đâu đó rất là tiện lợi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc tai nghe phòng thu đang tạo nên một cơn sốt ở Mỹ và Singapore. Và iDo Audio chúng tôi cũng thật may mắn là khi được sở hữu chiếc Presonus HD7 này đầu tiên tại Việt Nam.
và có cơ hội giới thiệu đến các bạn một sản phẩm ưu việt này. Nhìn sơ qua thì chiếc 227 thiết kế rất là tốt, so với một số hàng nhái trôi nổi trên thị trường mà sản xuất từ Trung Quốc có kiểu dáng giống của Presonus thì tôi thấy chất lượng vượt trội. Thứ nhất là về phần pad, pad mềm hơn rất nhiều và làm bằng da rất là mịn, không làm cho bạn cảm giác đeo lâu không bị đau tai. Phần mút bên trong cũng rất là mềm, và cái phần da ở để đỡ đầu nó cũng rất là mềm, không bị cứng. Ở trên là hai gọng nhựa chắc chắn, và một đặc điểm rất là nổi bật của những chiếc tai nghe phòng thu đó là rất bền. Bạn có thể gọi là xoắn hay là quăng quật ở rất là nhiều nơi mà không sợ chiếc 227 là hỏng. Cái driver của chiếc 227 có thể ôm sát đầu và nó không cố định, các bạn có thể thấy nó xoay theo dạng tròn, tách hẳn ra so với chiếc gọng. Và hai nữa là nó có một phần chỉnh các kích cỡ, và khi bạn tự đeo là nó sẽ tự điều chỉnh với cái kích thước đầu của chúng ta, và chúng ta không phải chỉnh đi chỉnh lại những cái nấc nữa, rất tiện lợi, thì được đeo vào là xong. Và bây giờ tôi tiến hành đeo thử chiếc 227, rất là gọn gàng, chỉ một thao tác là nó đã, chiếc 227 đã ôm vừa vào đầu tôi. Và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nghe thử chiếc 227, âm thanh của chiếc 227 trên một chiếc máy nghe nhạc chuyên nghiệp và cũng được tuning bởi một phòng thu rất là nổi tiếng tại Nhật là Astelkern. Và đây là chiếc iRiver AK100, hiện là chúng tôi đang độc quyền sản phẩm này, và chúng ta sẽ cùng nghe thử. Fell in love with you watching Casablanca. Back row of the drive-in show in the flickering light. Popcorn and Coke. Wow, âm thanh chiếc 227 cho thực sự làm tôi rất ngạc nhiên. Với cái tầm giá trong khoảng 1,5 triệu đổ lại thì tôi chưa từng gặp một chiếc tai nghe nào có chất âm cân bằng và hoàn hảo như chiếc 227 này. Cả ba giải, phần bass rất rõ ràng, gọn, chắc. Phần mid tương đối chi tiết và tự nhiên. Phần chép thì không bị chói gắt mà lên rất tới. Và nghe lâu không bị chói như những chiếc tai trôi nổi nhái của Presonus ở trên thị trường. Và thực sự 227 là một lựa chọn. Theo chúng tôi đánh giá là số 1 trong tầm giá 1,5 triệu. Và hãy đến iDo Audio 78 Lê Thanh Nghị chúng tôi để được trải nghiệm chiếc tai nghe dành cho giới chuyên nghiệp với mức giá hết sức phải chăng này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Unboxing của chúng tôi, và hẹn gặp lại vào chương trình tới.